9 cách để các bạn có thể kiếm tiền từ Canva. Ok, thì chắc hẳn là khi nhắc đến Canva thì nó không còn làm một cái gì đó quá là xa lạ đối với anh em nữa rồi. Mình đã làm rất là nhiều các video nói về Canva cũng như là các cái ứng dụng của nó trong cái công việc hàng ngày. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về 9 cách mà trong cái hệ sinh thái của mình, trong cái mình hiện tại mình đang làm về Canva và mình đang kiếm tiền như thế nào. Hy vọng thì đây sẽ là một cái ý tưởng mới mẻ giúp ích cho anh em để có thêm những cái ý tưởng, cái kế hoạch hoặc là một cái gọi là một cái gợi ý gì đó để giúp anh em thể là lập một cái kế hoạch kiếm tiền trong 2022. Hy vọng thì cái video này anh em mà thích thì anh em hãy ấn like và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái phương pháp số 1 đó chính là chúng ta làm các cái thiết kế và chúng ta bán cái thiết kế này. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web của mình có tên là trangtrishop.com. Thì trên cái trang web trangtrishop.com này mình có làm những cái thiết kế có sẵn rồi. Mình làm những cái mẫu thiết kế có sẵn như là trang trí Shopee này, hay là trang trí Lazada này, hoặc là làm những cái poster để đăng lên trên Facebook này, những cái banner sẵn như vậy, và khách hàng họ chỉ việc mua cái mẫu đó về và sử dụng thôi. Cái này thì mình hướng đến những khách hàng mà đã biết đến Canva và đang sử dụng Canva rồi, và họ biết sử dụng những cái mẫu có sẵn như vậy rồi, chỉ cần mua cái mẫu này. Thông thường một cái mẫu thì rơi vào khoảng độ tầm từ 99.000 là rẻ nhất đến gần 1 triệu đấy, thì nó có cái quãng giá như vậy để chúng ta có thể là bán được nhiều sản phẩm hơn. Và hiện tại thì bây giờ cái việc mà bán các cái template như vậy á, các mẫu có sẵn như vậy á, đang thì rất là hot và khá nhiều người làm. Thế nhưng mà để mà làm chuyên nghiệp và xây dựng được một cái hệ thống thì khá là ít, vẫn ít người làm. Và đương nhiên là cái thị phần, cái miếng bánh nó còn vô cùng lớn anh em ạ. Thì là tha hồ các bạn có thể làm và bơi lội trong đó. Cái cách thứ hai đó chính là cái dịch vụ mà thiết kế. Cái này thì cũng na ná như cái đầu tiên, nhưng mà chúng ta sẽ custom, tức là mình sẽ thiết kế cho từng khách hàng một. Giống như kiểu là mình thiết kế logo này, mình thiết kế những cái banner hay là những cái trang trí shop, nhưng mà custom cho từng khách hàng một. Thì cái cách này là một cái cách mà hiện tại bên mình cũng đang thì nói chung đang làm khá là tốt, là bởi vì là bên mình có cái cộng đồng về phòng Canva, và mình có hơn 200 các bạn cộng tác viên, các đội ngũ kiểu các bạn mà rất là dành về thiết kế, để các bạn ấy thiết kế cho từng khách hàng một. Ví dụ như đơn giản bọn mình thiết kế một cái shop ở trên Shopee chẳng hạn, thì đã rơi khoảng là tầm 800-900 đến 1 triệu gì đấy trên một cái mẫu thiết kế để mà trang trí shop theo từng cái chiến dịch một, ví dụ như là Tết này, hay là những ngày lễ này, hay là mùa hè, mùa đông, mùa xuân này chẳng hạn. Thế thì họ đều phải thay áo mới cho cái shop của mình, và mình chỉ cần làm việc với khoảng độ tầm 5 hay 10 shop thôi, thì mình nghĩ là các bạn cũng đã có một cái số tiền rất là gọi là vừa để các bạn có thể là coi nó là một cái công việc hàng ngày chúng ta được rồi, đúng không? Thì đó là cái cách thứ hai. Cái cách thứ ba là bán các sản phẩm mà mình tự làm ra. Cái cách này thì hiện tại bây giờ mình thấy rất là nhiều bạn TikToker, bạn ấy làm theo cái hướng này. Tức là mình sử dụng Canva để thiết kế ra những cái mẫu, những cái sản phẩm cực kỳ hay. Ví dụ trước là mình có gặp một bạn là bạn ấy làm ra cái dấu để đánh dấu sách á. Rồi là hiện tại bên mình thì cũng đang làm những cái cuốn lịch để bàn, hay là những cái ấn phẩm truyền thông dạng như là kế hoạch content trong một năm hay là một tháng. Thì cái này thì bọn mình cũng đang triển khai và cũng đã bắt đầu bán những cái file mềm rồi, nhưng mà cái sản phẩm cứng thì bọn mình đang đặt và sản xuất. Nhưng mà một số bạn ở trên TikTok thì mấy bạn sẽ làm hay hơn, đó là tự làm từng cái một, kiểu handmade nhỏ và từng cái một làm những cái tranh, những cái stick. Mình thấy một bà mẹ bỉm sữa đó là làm một cái quyển tập tô cho con, cái này rất là hay, chỉ cần có máy in và các bạn có thể in ra và có thể là bán được ngay. Đó là những sản phẩm mà tự tay mình làm ra, rất là hay. Cái thứ tư, cái này thì rất là ít bạn làm và mình khuyên là các bạn cũng không nên lao vào làm, nhưng mà mình vẫn chia sẻ các bạn là các bạn có thể là có thêm một cái ý tưởng, đó chính là bán các loại tài khoản Canva. Thì Canva luôn luôn có những chương trình khuyến mãi để hỗ trợ này, support, hay là những chương trình dành cho giáo viên, học sinh, và nhờ những chương trình này thì chúng ta sẽ mua được cái tài khoản Canva giá nó sẽ tốt hơn, và chúng ta có thể là bán lại cái tài khoản này cho mọi người. Ví dụ như mình có cái group là cuồng Canva tặng tài khoản 1.000 năm á, thì mình sẽ đi xin và tạo những tài khoản Canva có tính năng Pro để mình có thể tặng cho các bạn hoàn toàn là miễn phí. Thì nếu bạn nào mà chưa có tài khoản Canva Pro á thì có thể đi vào trong group đó để nhận nhé, nó hoàn toàn là miễn phí. Ok, cái thứ năm đó chính là làm affiliate cho Canva, tức là mình có thể giới thiệu người khác đến mua cái tài khoản Canva của nó và nó sẽ chia hoa hồng cho mình. Cái này thì ngày xưa là mình đã có từng làm rồi, nhưng mà hiện tại ở thị trường Việt Nam thì rất là ít người bỏ tiền ra để mua cái bản Canva mà trả tiền. Hầu hết là họ thích sử dụng những cái bản free hoặc là nhận miễn phí hoặc là mua giá rẻ. Ví dụ như một cái bản Canva là bán 119 đô trên một năm, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như bọn mình bán thì chỉ có 250.000 thôi, mà là vĩnh viễn. Hay là gói cao cấp hơn gồm cả bản China và bản cả bản quốc tế và bản Trung Quốc thì nó chỉ có 399 thôi. Nó khá là rẻ so với cái giá trị mà Canva họ bán.
Thế nên là ở Việt Nam mình rất ít người làm, nên là những cái anh em mà làm affiliate thì phải hướng cái thị trường nước ngoài. Thì nếu mà làm ở thị trường Việt Nam thì khó thua lắm. Ok. Cái thứ sáu mà cái này cũng là một cái rất là tiềm năng, đó chính là cộng tác viên bán ảnh. Thì cái cộng tác viên bán ảnh này nó như thế nào thì Canva luôn luôn có một cái chức năng gọi là dành cho các bạn cộng tác viên để bán những cái bức ảnh của mình ở trên Canva, dành bán bức ảnh của mình cho những cái người sử dụng ở trên Canva. Thông thường thì sẽ là 1 đô cho một cái bức ảnh này, và chúng ta sẽ kiếm lại được là và chúng ta sẽ nhận được là 35%. Ví dụ như là 1 đô thì mình sẽ nhận được là 0,35 đô cho mỗi một cái thiết kế mà mình bán được. Thì cái này hiện tại bây mình cũng đang triển khai rất là mạnh, thì cũng đang có định hướng là sau này sẽ, nếu mà ok thì sẽ support cho anh em làm cái này. Nên là anh em nào mà thích làm cái này thì inbox cho mình nhá. Cái số 7 đó chính là chúng ta sẽ trở thành một cái đối tác của Canva. Cái này thì bên mình hiện tại cũng đang triển khai rồi, tức là mình khi mà trở thành đối tác đó, thì mình có thể bán các cái thiết kế, các cái template của mình trực tiếp trên các cái market của Canva luôn, chứ không cần phải tạo cái market riêng, giống như kiểu cái trang chính shop của mình là mình tự tạo. Nhưng mà nếu mà mình trở thành đối tác của Canva thì mình có thể bán trực tiếp trên cái market trên Canva luôn, và mình sẽ là đối tác của họ luôn. Thì mình chỉ việc là làm ra các cái mẫu thiết kế ở đấy đấy thôi, cả thế giới này ai mà sử dụng thì mình sẽ được thu tiền thu phí, nó cũng rơi vào khoảng độ tầm 35% giống như là cộng tác viên kia. Cái thứ 8 nó chính là làm các cái content về Canva. Thì hiện tại thì bây giờ mình thấy là trên thị trường rất là nhiều bạn làm các nội dung về Canva như là hướng dẫn, chia sẻ, tút tip, trích chẳng hạn, thì cả Việt Nam và nước ngoài cũng rất nhiều bạn làm. Và khi mà các bạn làm các cái nội dung về Canva này thì các bạn có thể kiếm được tiền từ việc mà quảng cáo, affiliate hay là booking. Và cái thứ 9 đó chính là chúng ta hãy đào tạo và mở một lớp để dạy người ta thiết kế về Canva. Thì giống như bên mình thì hiện tại thì cũng có một vài các cái lớp liên quan đến Canva, như là lớp về thiết kế cơ bản này, để tạo hoàn toàn miễn phí đúng không? Hay là cái lớp mà mình làm nâng cao để các bạn phải kiếm được tiền từ Canva. Đấy, một số các cái lớp như vậy. Thì hiện tại thì trong cái hệ sinh thái Canva của mình thì mình cũng có sẵn một số các cái khóa học như vậy á, là để phục vụ cho cái việc này. Thì trên đây là vừa mình chia sẻ chín cái vào cái hệ sinh thái của mình, hệ sinh thái của Canva của mình hiện tại mình đang thì làm. Thì nếu mà các bạn mà quan tâm đến những cái phương pháp như thế này, hoặc là cần tìm hiểu thắc mắc khó khăn gì, thì bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình để hỏi đáp, hoặc là nếu các bạn yêu quý mình thì có thể là ấn đăng ký kênh và ủng hộ mình bằng cách là like và comment xuống cái video này, để cho YouTube đã biết là cái video này là một cái video giá trị. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.